Ông Mai tính sao em... chứ giờ cổ không có cho nắm tay cho hung gì đâu đó. Em tôi không biết ca này đâu. Anh hỏi nè, theo em á, yêu nhau đến lúc nào thì chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy thế anh ơi. Trời đất ơi. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Võ Vũ Châu, em năm nay 26 tuổi, hiện là em là nhân viên văn phòng công ty Home Credit ạ. Châu quê ở đâu Châu? Dạ, em sinh ra tại thành phố. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Bùi Thiên Triều. Năm nay em 26 tuổi, em hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Triều, bên kia là Châu, bạn làm nghề gì? Dạ, em là kỹ sư xây dựng, chuyên đi giám sát. Mấy ông giám sát công trình đi hoài, đi hết chỗ này chỗ kia chắc cũng quen nhiều lắm mà. Dạ không có. Quen được mấy người yêu rồi? Chính thức thì quen hai bạn. Lý do tại sao chia tay? Dạ lý do của em thì nó nghiệt ngã lắm. Bằng nữ đầu tiên đó là em chia tay vì thiếu kinh nghiệm hôn. Hả? Ai thiếu? Dạ em à. Thật cổ nói luôn hả? Chiều đó về thì bằng nữ đó có điện thoại cho em. Thì nói là lần đầu tiên hôn phải không? Dạ em có trả lời là có, thì sau này thì khoảng thời gian đó là nhắn tin ít dần và có thể là không liên lạc với nhau. Là hôn có một lần ta chia tay luôn á hả? Dạ. Vậy chắc bằng cách là sao? Dạ không phải. Rồi, mối người tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì là em không tìm được câu trả lời trong suốt quá trình quen nhau. Tối nào thì em với bạn nữ đó cũng nói chuyện điện thoại với nhau, mà cứ kết thúc cuộc điện thoại thì bạn nữ đó cứ hỏi em một câu là Triều có điều gì muốn nói không? Em chỉ nói là không. Trời đất ơi. Đúng là nghiệt ngã đó mà. Nói tới khuya rồi mà hỏi có gì muốn nói không, nói không. Dạ nhưng mà nhiều lúc em cũng nói nhưng mà không đúng câu trả lời chị ạ. Em nói sao mà không đúng câu trả lời? Ví dụ như em trả lời sao? Em trả lời gì? Dạ thì có lúc thì em cũng nói là chúc ngủ ngon, có lúc thì em cũng nói là anh yêu em. Nhưng mà đều trật hết. Anh ơi, em hỏi cái này được không anh? Em hỏi em. Nếu mà kinh nghiệm hôn á, em bản thân em cũng không có. Thí dụ như quen nhau không hôn được không anh ha? Được, được, anh thấy cái điều đó vẫn được. Ủa không hôn rồi là sao? Tính cách của em là em quen tới một giai đoạn nào đó chín mùi thì mới có tiếp xúc cơ thể. Hiện tại là giờ em chưa có nghĩ tới cái đó. Em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình học trò 6 năm ạ. Là lúc đó có hôn chưa? Dạ chưa ạ. Cũng chưa nắm tay luôn, chỉ là bạn bè thì giúp đỡ nhau trong học tập. Và tới lên khi mà lên đại học thì vô môi trường mới, bạn có quen bạn gái mới, chú em chia tay. Tại vì không có va chạm cơ thể đó, người ta mới quen bạn gái mới đó, chứ có đụng chạm chút ta đâu có bỏ. Cô gái này lạ, tôi hỏi vụ này. Dạ, ôi trời em, dễ thương quá. Ông Mai tính sao em... chứ giờ cổ không có cho nắm tay cho hung gì đâu đó. Em tôi không biết ca này đâu. Anh hỏi nè, theo em á, yêu nhau đến lúc nào thì chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy thế anh ơi. Trời đất ơi. Người ta phải kiểm tra sơ sơ, người ta biết mình làm được người ta mới lấy. Lấy về làm không được rồi sao? Đó lấy về hôn không được rồi chia tay nè kìa. Không, mình có website này nọ thì mình có thể học hỏi. Học gì? Không, em đang nói coi về cái mảng kiến thức là y học, chứ không phải coi về cái mảng kiến thức kia. Kia là gì? Yêu nhau, trao nhau nụ hôn đó là chuyện bình thường em. Nhỏ con mà già dễ sợ. Cưới mà hôn hả? Dễ thương mà. Thôi cởi mở chút xíu thôi ha, nói chơi cho vui thôi. Dạ. Nhưng nghĩ rằng á, quan trọng tình yêu khi mà chúng ta rung động, chúng ta đầy cảm xúc thì nụ hôn nó có thể hiện điều đó cũng là bình thường. Tại em chưa yêu đó em, lúc yêu hả, người ta không hôn mình là một đèo mình hôn lại, đừng có nói. Dạ. Anh nhắc lại nha, đồng ý đến đây phải hôn nhau đó. Chị nói cho em nghe, nếu mà em đã nói hồi nãy em gì sợ gì coi đúng không? Em lát nữa em sợ coi liền cho chị. Một nụ hôn á, nó sẽ giúp làm trị rất là nhiều bệnh, giúp cho tăng tuổi thọ nè, giúp chữa trị bệnh sâu răng nè, giúp cho giảm căng thẳng nè, giúp giảm mệt mỏi nè, giảm stress, đủ thứ bệnh, đúng không mọi người? Yeah. Nếu như cả cuộc đời em không bao giờ hôn thì em sẽ già háp, xấu xí. Giá trị nụ hôn thế nào? Yeah. Giống như hai người dại hôn vậy trời. Dạ, để em coi lại. Cái đó là quy định của chương trình nha em nha. Dạ. Bây giờ em có yêu cầu gì khi muốn kiếm một người bạn trai không nè? Cái hình tượng của em trước khi gặp mặt á, bạn trai đừng châu chuốt bề ngoài quá. Bạn trai cũng đừng có để mái Hàn Quốc. Đầu Hàn Quốc là mái sao? Dạ, mái bẹt qua một bên như vậy nè chị, nó sụt 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 s
Ủa đinh rồi hả? Đinh rồi hả? Rồi gì nữa? Với lại bạn trai đừng có hói. Đừng có hói. Dạ, bạn trai cũng đừng có để móng tay dài. Không hói, thích đầu đinh, đừng để móng tay dài. Dạ. Chào chị. Được. Tạm tạm. Có dài đâu chị? Ừ, cũng vừa đủ khều khều móc móc. Quên hỏi. Ủa rồi mắt mũi miệng chiều cao cân nặng gì có cần không? À dạ, bạn trai cao hơn em mét 65 đi chị. Rồi. Được. Cái này tôi khỏi cần đo, tôi kinh nghiệm tôi nhìn là thấy đủ chuẩn rồi đúng không em? Vừa đủ. Vừa đủ đúng không? Tôi biết mà. Là nãy giờ phân tích về cái phân tách cái nụ hôn đó là cuối cùng là em thấy sao? Thương nhau là được thôi chứ đâu có nhất thiết là phải hôn hay là đi tiến xa hơn rồi mới đi. Vậy là em cũng không biết hôn luôn. Dạ thì em nói em thiếu kinh nghiệm. Rồi xong luôn. Rồi hai đứa này lấy nhau về phải coi website hoài quá. Rồi em yên tâm đi, bên đây không biết hôn luôn, không có hôn em đâu, em đừng lo. Nha cưng. Dạ. Bây giờ mình gặp người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ em và một người bạn thân ạ. Xin chào cô anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường và khán giả. Cho cô hỏi là con có hút thuốc, uống rượu, có đi cà phê hay cái này cái nọ hay không? Tự gì nói chung là nhà cô rất là nề nếp. Uống cà phê cũng bình thường mà cô. Không, uống cà phê mà ngồi lê đôi mắt á, uống xong rồi về. Còn nàng này ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Thế là vô công nhiều nghề đó. Ừ, là cô không thích. Dạ thưa bác, chào bác. À, chào con. Dạ là con á thì dạ con không hút thuốc, không uống rượu. À. Dạ bia thì con có thể là uống được tầm 1-2 lon. À. Dạ. Còn cà phê thì con chỉ hay đi cà phê với bạn thân của con. Dạ. Đi cà phê thường con đi vào ban đêm. Không có nghĩa là đi làm về để đi chơi với bạn bè chứ không phải là đi khuya. À, dạ. Chứ cà phê mà ban đêm á là hay là cà phê ôm. Dạ không phải. Tại vì sáng con hay đi làm sớm mà. Giờ ban đêm uống cà phê nó nhẹ nhàng lắm cô. Ừ. Mình xả stress mà. Cô thấy là tạm ổn thì giờ hai đứa tạo điều kiện cơ hội để tìm hiểu nhau. Con học của anh Quyền Linh đó, cái mẫu người đó rất là chuẩn, là tốt. Trời ơi. Rồi cô cảm ơn ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Con cũng hay uống cà phê ban đêm. Anh đi bài. Dạ em đi với em họ em với lại bạn thân của em ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. À, chào em. Chào tất cả khán giả. Em thấy chị rất là dễ thương, rất là hiền, gia đình nề nếp thì em thấy là rất là ổn. Anh của em thì khá là hiền, tốt tính lắm chị. Em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Có bố họ tặng em màn đầu gặp này. Dạ anh có gì nói với em không? Nhìn em rất là dễ thương. Em nhìn anh có thấy anh giống người Campuchia không? Vậy có ấn tượng ban đầu của anh á, thì em ấn tượng về mái tóc đầu đinh, tại vì em rất thích đầu đinh. Em có thích làm, em có muốn. Muốn gì nói đi em, nói đại đi. Dạ không, ý em hỏi là bạn nữ có chịu làm dâu không ạ? Dạ, em cũng hỏi anh có muốn ở rể không ạ? Ở rể thì vẫn được, nhưng mà anh hiện tại là còn phải chăm sóc mẹ. Có thể ở gần nhà em, hoặc là có thể ở chung nhà em, có thể là có mẹ anh đi cùng. Thì hiện tại thì anh chỉ còn có một mình mẹ, không ai chăm sóc mẹ. Nên anh muốn là em là có thể thương mẹ anh như cũng thương mẹ của em. Và anh sẽ làm lại được điều đó đối với em. Nghĩa là hai mẹ ở chung nhà luôn. Dạ, điều đó càng tốt hả chị? Em thì ở đâu thì cũng vẫn được. Nhưng mà có điều là em chỉ muốn là có mẹ em đi cùng. Tại vì em còn một mình mẹ. Em ở nhà mẹ với ai nữa? Ba em mất. Nên thành ra em cũng chỉ có còn mẹ với chị thôi. Dạ. Ba anh cũng mất. Thì có thể hỏi mẹ được đấy. Dạ, chào bác ạ. Thưa bác là con có ý kiến như vậy là hai mẹ có thể ở cùng với nhau được không bác? Trước mắt là tụi con phải tìm hiểu coi có hợp nhau hay không, rồi có tiến tới được cái hôn nhân hay không thì cái chuyện đó thì tính sau, chứ giờ tự nhiên hỏi cô không trả lời được. Chính xác là như vậy, chưa ai trả lời được điều gì, bởi vì điều này nó cũng rất là quan trọng. Ý kiến của bạn nữ. Anh cũng không bỏ mẹ anh được, và em cũng không bỏ mẹ em được. Thì nếu chúng ta có duyên
thì chúng ta sẽ tìm ra một cái cách nào đó thích hợp vẹn toàn cho cả hai. Đúng rồi. Dạ. Rồi đặt tay vào nút bấm nha bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ suy nghĩ được những điều đó. Nào, bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Quyền quyết định của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời hai bạn. Sao bạn lại trùng bước thế? Dạ tại vì khi nãy em có hỏi bạn nữ á, có chịu cho mẹ em ở chung hay là có thể ở gần mẹ em không, thì rõ ràng là bạn nữ không trả lời được câu hỏi đó. Nếu một người đàn ông mà có hiếu với mẹ mình, em thấy điều đó cũng rất tốt. Đúng rồi, hy vọng là các bạn sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Em thì chưa quen ai hết. Hả? Có thích đơn phương nhưng mà hồi năm lớp 2 rồi. Ngày xưa bà ta gọi là thích quỷ á. Đi với nữ thì em hào phóng, mà đi với bạn thì phóng bình hàng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình nha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Tú, năm nay 34 tuổi, công việc hiện tại là nhân viên bảo vệ ngân hàng. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Tú? Ở thành phố luôn anh. Dạ Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ánh Đào, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Tây Ninh, em là chuyên viên tư vấn thuế. Mà hiện giờ làm việc ở đâu? Dạ ở Tân Bình. Mình giới thiệu một chút xíu năng lực của mình luôn đi. Điểm mạnh, điểm yếu hay sở thích của em chẳng hạn. Ưu điểm của em là biết bơi lội, hát cũng được. Thôi bây giờ mình tự giới thiệu, mình tự hát một bài luôn cho tất cả mọi người. Em sẽ hát bài Về Miền Tây. Về miền Tây. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về cái đáng hay à. Em hơi rung. Hơi rung, mới lên dạ. Hơi rung. Không sao, nhưng mà giọng hát rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Ngồi bên đây cười quá trời. Phải. Hát ngọt rồi đúng không Tú? Dạ đúng rồi. Rồi giờ mình hát lại đi Tú. Chết chà. Hãy nó chơi luôn Tú. Em ơi lòng anh thì gước chân thành, có gì đừng giận anh nhé, có gì đừng buồn anh nhé, tội thân anh lắm, 34 tuổi rồi vẫn chưa vợ em ơi. Rồi, được. Rất duyên ha. Một màn ca hát đối đáp rất là dễ thương. Đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì nè? Điểm yếu của em là em hơi khó tính, nấu ăn không được ngon lắm. Nhưng mà có chịu nấu không? Em nấu được nhưng mà không ăn được. Nấu chỉ mình em ăn thôi. Sợ đoán nhiều lắm chị, thôi mà kể như đó được. Rồi, tình trường như thế nào? Em thì chưa quen ai hết. Hả? 25 tuổi chưa quen ai hết? Dạ. Có thích đơn phương nhưng mà hồi năm lớp 2 là... Vậy? Hồi năm lớp 2? Dạ, lớp 2 là có ghi viết thư cho bạn đó. Nhưng mà viết xong đổ thư mà kế bên. Rồi thư viết gì trọng nhớ không? Có thì thích rồi vẽ trái tim vậy thôi. Trời ơi, lớp 2 mới có 7-8 tuổi à. Ngày xưa bà ta gọi là nghịch quỷ á. Chút xíu lớp 2 mà viết thư yêu đương nữa. Thích thôi mà anh. Rồi, cái đó câu chuyện vui thôi. Bên đây... nghe cười khoái rồi ha. Phải rồi, nãy hát khoái giờ nghe chưa có người yêu khoái nữa. Tú thế mạnh thế yếu là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hiền với hay cười. Sáng có cái thói quen là ngủ dậy cái là mở miệng cười. Cười sáng được cười mình vậy đó hả? Mở mắt ra cái là cười. Còn khuyết điểm của em là nói nhiều, xàm xuế. Dạ đúng rồi, dạ hay kiểu chọc ghẹo cho người khác cười á. Cũng vui mà. Mà người ta có cười không? Có cười mà. Lúc cười lúc không. Dạ. Với em biết hút thuốc, biết nhậu. Em có thích bạn trai hút thuốc không? Dạ không. Đó là bên đây không có thích hút thuốc đâu. Dạ em cũng đang cố gắng bỏ á chị. Cái đó cố gắng bỏ càng tốt. Mình có mối tình ở lớp 2, lớp 3 gì không? Dạ không, em chỉ có một mối tình quen được 6 năm.
Wow. Quen 6 năm mà tại sao chia tay bạn? Ừ, dạ bạn đó đi du học rồi sau thì định cư lại. Thì em chia tay cũng được 11 năm. 11 năm nay có một mối tình đơn phương nào không? Dạ không. Tại lúc đầu em còn thương mà đó. Cũng phải mất 7 năm mới quên được. Bạn vẫn còn xúc động khi nhắc đến... Gung á. Gung hả? Dạ. Gung là gung với cái chuyện... Tại đó. Em ít chia sẻ trước đông người vậy nè. Cảm giác mình nó gung. À, có nghĩa là gung trước đông người chứ không phải là gung vì cái chuyện cũ đúng không? Dạ đúng rồi, quên lâu rồi. Nói cho rõ, bên đây ta nghe là gung gung. Tại... Nhắc đến chuyện cũ mà gung là ta thấy quê rồi đó. Không phải nha em, thì thôi bỏ qua đi. Chừng nếu mà lâu quá không có cảm giác phụ nữ là coi chừng coi lại giới tính nha. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người nói em. Có nhiều người nói đúng không? Bây giờ thích nữ hay thích nam? Dạ thích nữ chị. Chắc không? Dạ chắc. Trời ơi, lo quá. Mẫu người lý tưởng đi. Cô thích mẫu người của mình như thế nào? Cao khoảng 1m7, có công ăn việc làm ổn định, có nhà Sài Gòn càng tốt. Tại vì em không muốn là hai vợ chồng lấy nhau là phải ở nhà trọ. Thí dụ như một người người ta yêu em hết sức mình luôn, người ta lo lắng cho em từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà ta không có nhà thì sao? Nếu mà người đó có chí cầu tiến á thì được anh. Bạn trai nghe vậy bạn nhà em thì nhà riêng thì em không có, nhưng mà gia đình em hiện tại thì cho thuê phòng trọ. Nếu mà vợ chồng về ở chung á thì vẫn có phòng riêng cho hai vợ chồng. Với ba mẹ cũng rất là dễ, nhà dễ. Nhà em có mấy người? Nhà em hai anh em còn một người em trai nữa. Thôi vậy khỏe rồi. Có nghĩa là phải làm dâu đúng không em? Dạ đúng ạ. Mà thí dụ như là làm dâu một thời gian thôi rồi mình lập kế hoạch mình ra mua cái nhà nhỏ nhỏ hai chồng ở riêng luôn thì được không? Dạ được. Mua làm chi, nhà trong đó quá trời, mua làm chi? Sao mua nhà riêng, ở kia có ba mẹ mà riêng vậy? Phòng là riêng rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Đừng có ích kỷ quá hay là ti bo keo kiệt quá, em cũng thích. Em hào phóng mà. Đi với nữ thì em hào phóng, mà đi với bạn thì em phóng tình hào. Nói chứ tính em là thoải mái, được, phóng khoáng. Về ngoại hình em có không thích cái gì không? Lùng quá, hô. Nó lùng kệ người ta, hô kệ người ta. Rồi vậy bên kia mẫu người bạn gái như thế nào nè? Có cái khuôn mặt phúc hậu, cao thì tầm khoảng 1m55 đến 1m6. Mặt em ác lắm. Em cũng chuyên trị cái ác. Cái ác hả? Cái gì không? Rồi gì nữa không bạn? Về tính tình thì em cũng thích người phụ nữ sống có trách nhiệm với gia đình. Với sống đừng có nghĩ cho bản thân mình mà phải nghĩ cho mọi người xung quanh. Bạn gái qua coi thử coi đàn trai có đáp ứng nhu cầu của bên đó không vậy ta? Chào chị. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m645, làm liền 1m65. Chà, thiếu 5 phân. Nói vậy thôi chứ gặp bảo đảm hết hồn liền. Ủa như bây giờ yêu nhau hai người hợp hết nhưng mà bạn gái này không có muốn đi làm dâu thì sao? Cũng được, em có hỏi mẹ em rồi. Mẹ nói sao? Em bữa hỏi mẹ nếu mà con đi chương trình mà người ta bắt gãi mẹ chịu không? Thì mẹ đi đi. Con nói thiệt hay nói giận lẫy? Nói thiệt. Nói thiệt phải không? Nói chung là mẹ em thì tôn trọng quyết định của con cái. Ổn. Cô này dễ thương. Đàn trai hơi bị ổn rồi đó. Dạ. Trời ơi, đàn gái cũng ổn vậy, em tin qua coi. Để qua coi coi nha. Chào. Chào em gái. Rất là dễ thương. Dạ. Nói chung là nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện rồi, em tưởng tượng ảnh thế nào? Cũng to, tại vì nhậu nhiều chắc chắn là bụng bự. Không đâu, không có bụng bự đâu. Anh này hơi chuẩn đấy, chỉ hơn thấp em hơn khoảng 0,5 thôi. Có mang guốc lên được. Thấy quên mang dài chứ quên. Dạ đúng, dạ đúng. Sao không mở nhà trọ được hả? Dạ, nói chung là em không phải là lo cho bản thân em mà lại phải lo cho con cái nữa. Không thể nào mà con cái mình cứ ở trọ miết vậy được. Nhưng mà ở trọ nhà mình được không? Dạ, cũng tạm được. Không thích ở chung nhà với mẹ thì ra xin mẹ cái phòng trọ. Nhà nhiều phòng mà. Cái phòng trọ thì nó cũng nhỏ. Hai phòng. Tập thân nhau, hai căn liền. Trời ơi, dễ quá. Đã nói nhiều phòng trọ là rất là dễ rồi. Anh biết bảo vệ ngân hàng thì chắc chắn anh sẽ biết bảo vệ em. Chưa chắc. Trời, ngân hàng khó bảo vệ lắm, ta còn bảo vệ được đúng nói chi. Thế anh nói được không em? Dạ đúng. Trời ơi, quá đúng. Để nghe ý kiến thêm từ người thân. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai đứa em gái. Bạn áo đỏ em ruột đúng không? Nhìn là thấy giống y chang đó. Em gái dễ thương. Chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào anh trai luôn. Chị em bệnh dễ thương đó, không giống như em đâu. Giống. Em cũng dễ thương mà. Mặt tròn phúc hậu. Em cũng dễ thương mà. Nhưng mà chị em đi nho hơn. Anh trai bên này nhìn cũng được, cũng dễ thương. Mà anh ơi, chị của em á, nấu ăn không có được ngon á. Là anh thấy chấp nhận được không? Tại vì anh có yêu cầu là về làm dâu á. Thì có thời gian rảnh hai đứa đi học nấu ăn chung cũng vui lắm. Ủa anh dạy vậy? Có yêu cầu rảnh không? Có lo lắng gì cho em không? Dạ không, không cần, chỉ đó. Cần lo lắng cho chị em thôi à. Chị em nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thứ bên trong nhìn cô à. Yếu đuối lắm, anh về em phải che chở chị em á. Anh thì ở ngoài nhìn không có mạnh mẽ, nhưng mà ở trong bên trong thì anh mạnh mẽ lắm. Chẳng những anh bảo vệ chị em mà anh che chở cho em nữa.
Thôi mình có đi với ai không? Mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba em, rồi em trai ruột của em, rồi cô chú em, rồi đồng nghiệp em. Nói chung cả nhà luôn đúng không? Dạ đi đủ hết. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả khán giả. Chào em. Dạ, chào cô. Chị là cô của Tú. Thấy bạn gái bên đây được đó Tú ơi. Dạ. Càng nhanh càng tốt nha Tú. Có thể kết thúc chương trình này mình làm tới luôn cũng được. Trời ơi, hay quá. Ba có cho đỡ hai phòng trọ liền kề đập thông nhau không ba? Sẵn sàng vì tương lai của con cái. Bác thấy giàu tương lai bác được không? Dạ, rất là tốt, là rất ưng ý với những cái tư tưởng đầy cầu tiến. Nói vài câu với bác chào đi, vụ phòng trọ đi. Dạ, con chào bác. Nếu mà con với anh nếu có duyên á thì con cũng cố gắng. Việc nấu ăn thì đơn giản lắm. Nhà có nhiều cô mà con học mấy cô cũng được. Dạ. Nhiều đó là thấy mát lòng mát dạ rồi. Hay quá. Kéo màn lên. Lên tâm sự. Rồi xin mời. Bụng cũng lúp lúp thôi chứ cũng không có bự. Cảm ơn anh. Anh gửi tặng em bó hoa này. Em có hỏi trước đi. Thôi anh hỏi trước đi. Em có thích chó mèo? Tại vì nếu mà mai mốt em về nhà làm anh làm dâu á. Ừ. Thì nhà anh á thì em anh á thì nuôi chó. Dạ. Mẹ anh thì nuôi mèo. Dạ. Ba anh thì nuôi cá. Dạ. Anh thì nuôi em. Nuôi anh em. Nuôi em. Đó, anh nuôi em. Cái con chó mà nhà em cũng nuôi cá. Nữa sau này con cái sao thích trai gái gì đó? Em thích mấy đứa. Nói chung là tỷ lệ thuận với lại kinh tế nhà mình cho anh. Anh thích con gái. Dạ. Nhưng mà gái trai gì cũng thích, nhưng mà dạ, anh thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Tiền bạc kinh tế em muốn ai quản lý? Cái này thì không quan trọng chị. Ai giữ được thì cũng được. Riêng em thì em độc lập về kinh tế. Em không muốn phụ thuộc vào người chồng. Bạn Lĩnh ấy, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì trái tim mình muốn nói. Với cái tuổi của anh bây giờ thực sự thì chững chạc để lo cho người phụ nữ. Anh cũng muốn là một người luôn bên cạnh em, chia sẻ với em trong những lúc khó khăn. Hai người mình đồng hành trong cái khoảng thời gian còn lại của cuộc sống. Công việc của em thì nếu mà theo mùa thì nhiều việc quá thì em có thể tăng ca tới 90 giờ lận. Em không có thời gian nhiều cho đối phương á. Thì lúc đó mình chỉ cần tối em đi làm về á, thì đường khuya thì anh đứa em dậy, hai đứa đi chung vậy cũng thấy vui, đâu cần phải là lúc nào cũng bên nhau đâu. Dạ. Rồi, hết rồi. Thời gian nói chuyện đã hết. Chúng ta đặt tay vào nút bấm và hãy có trách nhiệm với nó. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau nè. Rất hợp lý, cũng có gương mặt phu thê đấy. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ đến đó xem những bộ phim rất là lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Đây, xin gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, trị giá tổng cộng là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc ha. Chúng tôi đang mong chờ tin báo của các bạn. Xin cảm ơn chương trình. Hiện tại em là một sinh viên mơm ạ. Em cũng có gia đình. Em không chửi người ta, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Làm việc nhà gia đình làm được hết, nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được. Em và anh đến với nhau á thì con của em có phải là trễ ngại với anh? Chắc chắn là không phải gánh nặng rồi. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Em rớt thì gặp anh mới nữa. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Em sinh năm 91. Em ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Em làm nghề nghiệp gì nào? Dạ, em là hiện là giáo viên mầm non. À, giáo viên mầm non hả? Ở tại Nhân Trạch luôn hả Trang? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào. Và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em tên Trần Minh Quang.
Quang. Dạ, tên Quang. Sinh năm 86. 86, Quang làm gì Quang? Dạ, em bên làm sale. Buổi sáng, buổi chiều thì về làm phụ bên thẩm mỹ viện. À, rồi làm hai chớp luôn á hả? Dạ. Trời ơi, Quang ở đâu? Tiền để đâu cho hết Quang dạ. Ơi. Dạ, em ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Em nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì nói chung là em hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là khi mà em dặn cái gì đó thì em cũng rất là dễ quên. Còn nhược điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói nữa chị. Dễ quên, ít nói mà nóng tính hả? Dạ. Hơi nóng tính và hơi ít nóng nói tính. Hơi nóng tính. Cũng như là dễ dặn nhưng mà sau đó thì cũng dễ quên. Nhưng mà nóng tính nhất là em làm gì? Ai chọc tới em nhiều khi em nóng quá, em không chửi người ta. Nhưng mà em bực, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Có đập đồ, đập đạc, chọi đồ, chọi đạc không? Nhưng mà kiểu như không có ai hoặc là người nhỏ hơn mình tức quá thì mình chọi đại cái gì đó, chỉ đỡ tức thôi. Lấy bậy cái gì chọi thôi đúng không? Có em nữ công gia chánh giỏi không? Dạ thì em nói chung là em cũng hơi vụng về. Thì em nấu được những món đơn giản thôi. Cái này là em làm hả? Dạ, em tự làm á. Vậy là giỏi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em ưu điểm là làm việc nhà gia đình làm được hết rồi, cũng biết nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được. Mở quán chưa? Dạ mở rồi. Mở rồi quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm. Nhậu rồi nhậu dữ không? Em cũng uống lai rai thôi. Lai rai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Em có tật xấu gì không? Em cũng chắc cũng nóng tính rồi sợ độ cao rồi. Em ơi, em lúc mà xỉn á em có hay bị mất kiểm soát không? Dạ không, em kiểm soát được. Nhưng mà cái thời lúc trẻ thì nó cũng hơi bị mất. Mất nó ra, lúc mà mất kiểm soát nó ra. Mất kiểm soát là có nghĩa là khi mình đi về mình có thể sai cái mình lủi vô cái bụi lùm gì đó, nhẹ nhẹ mà chạy tốc độ chậm thôi, ví dụ như 20 ngã nhẹ vô cái lề đường hay gì đó rồi đi về, nhiều khi mình quên mình đi vệ sinh mà mình quên, mình có thể như đi vệ sinh sai chỗ. Ví dụ sai chỗ, ví dụ. Dạ như là đi vô phòng tắm thì thường là nó có cái đèn sáng, thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh, thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh là tức là có thể quên tè vô tủ lạnh luôn. Dạ thỉnh nó tè vô tủ lạnh đó. Thôi bây giờ là mình nói chút xíu về được tình duyên đi bên đàn gái. Chào em. Dạ, gái. Dạ em chào anh. Ồ, dễ thương quá. Được tình duyên em thế nào? Dạ thì hiện tại em là một sinh viên mơm ạ. Sinh viên mơm hả? Dạ. Bé trai bé gái gì cơ? Dạ em bé trai 5 tuổi rồi. 5 tuổi bé hả? Trai 5 tuổi. Dạ. Em có gia đình lâu chưa? Dạ em có gia đình năm 2015. Được mấy năm? Dạ em ở, bé em khoảng 4-5 tháng là bắt đầu ly thân, là ở với nhau khoảng 1.5 năm. Năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà? Dạ quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mới cưới. 6 tháng rồi hả? Dạ tại hồi đó bạn này là bạn hồi cấp 3 với em. À. Dạ. Tức là biết trước rồi. Dạ biết trước rồi. Nhưng mà có đứa con rồi dạ. Bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả? À, dạ thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc. Em cần một người chung thủy. Mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi anh hiểu rồi. Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Tình duyên em cũng có gia đình. Có luôn hả? Dạ em bé trai gần 2 tuổi. À mình lấy vợ mấy năm? Hơn 2 năm rồi ly dị. Dạ ly dị. Rồi con ở với ai? Con ở với mẹ, nhỏ theo mẹ mình phụ cấp. Phụ cấp. Dạ. Ủa em ơi, như vậy có nghĩa là hai bạn là cũng bé ly hôn từ hồi nhỏ rồi. Luôn mà đúng không? Coi như là hai bạn đã lỡ một chuyến đò rồi đó. Vậy là em có ngại về bạn gái bên đây là single mom không? Em cũng như vậy cho nên em không ngại. Làm gì có gì ngại, cô bên kia rất là xinh đẹp nha. Anh nói cô bên kia hơi bị xinh đó. Dạ. Chị hỏi em cái lý do mà em với lại cái người vợ của em ly hôn vậy? Thì chắc là do cái tính khí là quá nóng nảy. Em cũng có nóng tính, sau này em bớt lại nhưng mà người đó nóng hơn em luôn đó. Có nghĩa là hỏi như vậy để cho bạn nữ thấy được rằng là với những cái tính cách như vậy á thì đi đến cái chuyện mà ly hôn của tụi em á thì là bạn nữ có thấy là mình có phù hợp với lại cái mong mỏi của em hay không? Em hiểu ý chị không? Đó dạ. Thì em thì nóng là chỉ có khóc thôi đúng không? Dạ thì tức quá mình nói không được mình khóc. Khóc thôi. Ví dụ như cái tiêu chí của em với cái người bạn trai sau của em là như thế nào? Điều kiện tiên quyết là em muốn phải như thế nào? Đầu tiên là em cần nhất là sự chung thủy. Và phải đặc biệt là phải thương con em. Đúng rồi, phải thương con em giống như con của mình. Dạ, đúng không rồi. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Dạ. Đó chị cũng nghĩ như vậy. Rồi
Em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai. Có em trai hả? Rồi em trai thấy em, sao em trai? Em trai bà con. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào hai MC với quý vị khán giả ở đây. Em là Nhã, là em họ của anh Quang. Anh em thì em chơi từ nhỏ nên tính tình em khá hiểu anh. Ảnh thì ngoài thời gian ra là ảnh dành cho hết công việc à. Chỉ có tối về anh em uống cà phê thôi. Còn tật xấu của ảnh thì em chưa thấy ra. Em chỉ nói gọn là nếu được thì chị cho ông anh em cơ hội. Còn chị bên đây sao? Dạ chị đây thì em thấy được. Quá trời đẹp rồi dạ, quá trời đẹp. Quá trời đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em đi với bạn và em gái. Đâu em gái đâu? Em nói dạ, em chào chị Hồng Vân và Linh với vị khán giả. Em là em gái của chị Trang. Theo em thấy thì ở nhà chị hiền, vui vẻ, quan tâm với gia đình. Còn anh thì em thấy cũng dễ thương. Chắc em nghĩ là hợp với chị em. Vậy hả? Cảm ơn em. Nghĩ là hợp ha, cảm ơn em. Thôi vậy chắc hợp rồi đó. Thôi hai bạn cũng có kinh nghiệm vậy trong tình trường rồi. Mình mở rào đi cho hai bạn cùng chia sẻ xem có hợp với nhau hay không. Có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em, không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi, anh cảm ơn em. Cảm ơn em. Em mời anh Linh ăn. Anh đang đợi đó. em làm trước đi. Nè, lấy tâm dùng đi, để sẵn luôn rồi đó. Dân chỉ không ăn đâu, anh biết mà. Đúng rồi, Linh hiểu tôi ghê á. Đó, ăn cho biết thôi. Mời chị Dân. Để chỉ không ăn rồi để anh lo cho, em lo nói chuyện đi. Xuống đây ăn cho nó gọn. Trời ơi, không bỏ tôi một mình ơn ở đây vậy đó hả Linh? Dân, chuyện đi Dân. Món này em tự làm hả? Dạ, em tự làm. Em mới làm tối qua á. Rồi, được, ngon. Dạ, em cảm ơn. Em có gì hỏi cho em hỏi trước đi. Thì anh cho em biết cái cảm nhận mà khi anh thấy em là như thế nào? Cảm nhận thấy em cũng như lúc nãy chị Dân nói là xinh. Anh Quỳnh Linh cũng nói xinh, là anh thấy cũng xinh. Dạ, em cảm ơn. Dạ, vấn đề là xinh như vậy là có cảm thấy đúng như là cái tưởng tượng của em hay không, là cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ, cảm xúc của em thì hình như là cỡ trên 90% rồi. Thì em có thấy cái bạn nói về cái điều kiện tiên quyết mà bạn mong muốn ở em không? Thì em nói để cho bạn yên tâm. Thì cái đầu tiên em cần ở người bạn trai của mình là em cần sự chung thủy. Thì anh có điều đó hay không? Chung thủy, người anh thương thiệt sự là anh mà về sống chung là chắc chắn là phải chung thủy. Anh cũng cần người chung thủy. Dạ. Đó, rồi hỏi bạn là với con của mình thì sao? Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau á thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng, chắc chắn là không phải gánh nặng rồi, nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để là về mà dạy một cái đứa con đó không thôi. Rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao? Thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa, còn ý anh sao? Chắc chắn rồi, anh thì cũng còn, anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một đứa con chứ. Nếu mà thành sẽ có một đứa con. Gái hay trai? Gái cũng được, nhưng em thích gái hơn. Bé trước của anh là trai hay gái? Trai. Em cũng thích gái, tại em có bé trai rồi. Thôi vậy là tốt rồi. Đó, rồi bây giờ sở đoản của mình là gì? Em hát bài tặng bạn gái đi. Dạ đúng rồi anh. Anh hát tặng em đi. Em quên hết bài hát luôn rồi. Giờ em tặng em bài thơ ha. Đó, đứng dạ. lên. Em đứng lên đi. Hai đứa tạo cái gọi là điện sinh học coi là có hạp cái điện không. Tình cờ anh gặp được em, tình cờ anh đã yêu em mất rồi, tình cờ rồi lại tình cờ, tình yêu có phải tình cờ không em? Tình cờ. Được rồi đó, tôi thấy được rồi. Bánh ngon. Hết luôn hả Linh? Hết rồi đó, gửi trả cái dĩa nha. Vừa ăn vừa nghe đọc thơ, tình cờ anh hết cái dĩa này của em. Thôi thấy hai đứa bây giờ nói chuyện cũng hợp. Bây giờ trong lòng của em trai cảm nhận thế nào về em gái nè, nói anh nghe coi. Dạ cũng rất là thích, rồi nói chuyện ra thì cũng có duyên.
Giờ mình tới đây cũng là một cái chương trình thực tế rồi, thì mình cho nhau cơ hội để sau cái khoảng thời gian này mình tìm hiểu coi như thế nào. Cảm thấy được thì mình tiến tới, còn không được thì lúc đó mình là cũng là bạn bè. Thôi hết thời gian luôn. Nãy giờ hai em cũng đã nói chuyện nhiều. Anh nghĩ rằng các em đủ để có thể cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Đó, cầm cái tay ra. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có thể mở cửa trái tim hay không? Có thể mở lòng mình hay không? Quyết định là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bấm mà nó không ăn. Bên này người ta bấm rồi đó. Đánh trốn. Em gái nó nóng tính mà em bấm rất là nhẹ. Tôi thấy cái tay cô nè. Em bấm hai lần hả? Hãy giữ lấy cái dĩa này để làm kỷ niệm. Nhớ rằng một lúc nào đó em đã có cô gái xinh đẹp tặng một cái dĩa bánh, yeah. Một cái dĩa rau câu nha. Còn mở ra, bên đây chưa mở nè, mở ra coi lại gì. Trời ơi, sao mà cái bông mà y chang cái đầm vậy? Có cắt lén rồi thắt bông không? Cái này là bằng pha lê đó. Rồi em ý nghĩa là gì? Em mong muốn điều gì đây? Dạ thì đi tới đây là đi lẻ mà cũng giống như về phải có cặp đôi như cặp chị Nga này. Đó, đi lẻ là như về có đôi đúng không? Dạ. Vậy là em đã tội nguyện rồi đó. Rồi, thôi được. Cất rồi. Hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình hứa gì với cô gái đi? Nếu như chúng ta hẹn hò, chúng ta đi tới một cái điều gì đó xa hơn thì em sẽ làm gì cho cô gái xinh đẹp này? Nói cho em trai. Em bữa nay tới đây chương trình này em rất là vui. Cũng rất là vui hơn khi em với bạn này cùng có thể bấm nút tìm hiểu nhau. Em cũng sắp tới đây tương lai sắp xếp thời gian qua Đồng Nai thăm em rồi cũng như tìm hiểu thêm. Rồi giờ có nhớ tên không? Trang. Trang đúng rồi. Còn em anh Quang. Nói em rất vui mà mặt em buồn quá. Nên em đến chương trình em rất vui. Em vui dữ lắm. Em cười đẹp quá mà sao em không chịu cười đi. Tại có nhiều những điều ta giấu kín trong lòng đó. Được rồi đó. Phun cái ban đầu đi. Trời ơi, sao nóng cái chán gì vậy? Vậy là sao? Nâng cầm đồ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yageo trên toàn quốc. Yageo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nắm tay nhau, cố gắng nuôi dưỡng tình yêu cho nó lớn lên ha. Chăm sóc lẫn nhau để chúng ta có thể đi suốt cuộc đời còn lại. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn ạ. Em đã có một đời vợ. Em cũng một lần ly hôn lần. À, cô muốn sinh đẻ con, muốn cho cô làm vợ ba con. Cô muốn cô làm mẹ ba con. Từ sau này các cháu nó bấm nút này mà chị em mình gọi là gặp nhau. Bây giờ, thì thôi chị em mình gọi là bắt tay để phấn khởi với chú ông. Dạ. Hai bà chui ôm nhau, ôm nhau đó. Dễ thương hết sức à. Em thương anh đó, em thông cảm cho anh. Tại vì thương anh phải còn thương con anh nữa. Thế là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng.
sau đó là chia tay. Cái nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Tôi là Đào Trọng Xuyên, năm nay 46 tuổi, quê hương là ở tại Phú Xuyên, Hà Nội. Quê hương thứ hai của tôi là trên Bình Phước. Anh làm công việc gì anh dạ, Xuyên? Dạ, em làm cao su vườn điều. Rồi, mời chị gái giới thiệu ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào anh chị Cát Tường và em chào quý vị khán giả. Chào anh Nam bên kia, em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Hôm nay em 42 tuổi, em sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của em là Quan Họ, Bắc Ninh. Chị đang làm công việc gì? Em dạy học. Anh có mấy mối tình rồi? Em đã có một đời vợ. À. Và 36 tuổi thì em mới lập gia đình. Anh chị lấy nhau bao lâu? Em lấy nhau được 3 năm, được có một cháu nữa. Lớn chưa anh? Cháu được 9 tuổi, quen nhau được có một năm thôi. Lúc đó là cũng là cái tình thương nhiều chứ không phải là tình yêu. Hiện tại là con trai anh ở với anh hay là dạ, ở con trai là đang ở với em. Dạ, mình còn liên lạc với chị nhà không anh? Dạ không ạ, cô đã có chồng rồi. Nghĩa là ly dị là cũng 4 năm nay rồi. Khi mà chị nghe hoàn cảnh anh vậy thì chị cảm nhận như thế nào? Em cũng một lần cũng ly hôn một lần rồi. Chị có cháu nào chưa? Em có một cháu học lớp 11 rồi. À, trai cháu trai ạ. Cũng cháu trai luôn. Dạ, đang ở với em. Thế là mình chia tay được bao lâu rồi? Dạ, cũng được 5 năm rồi, ăn sống được 13 năm. Trước em dạy huyện Vĩnh Cửu xa xong rồi anh cứ bắt sinh đứa nữa rồi anh chẳng chịu làm việc nhà, anh thầu xây dựng, anh làm 4-5 công trình biệt thự. Em làm hết các việc nhà, sau anh ấy lại đi cặp bồ với người ta thì lại có thai. Thôi mình bỏ qua những chuyện buồn đó đi nha. Bây giờ mình bắt đầu một cái tương lai mới, một hạnh phúc mới nha. Con trai phát biểu vài câu đi nè, hôm nay con thấy vui không? Dạ có. Rồi bây giờ thí dụ như ba con mà kiếm cho con thêm một người mẹ khác, một người mẹ mới để chăm sóc con, lo cho con chịu không? Dạ có. Con thấy cô này như thế nào? Dạ cô cũng rất xinh đẹp, con muốn cho cô làm vợ ba con. Con muốn con làm vợ ba con hả? Cô cảm ơn cháu. 1 2 3 Bấm. Nắm hai tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Đúng rồi. Em vẫn nghe hay nghe. Bây giờ không có nói nhiều nữa, hôn nhau ôm luôn. Hôn má đó. Con cầm micro lên, cô hỏi con vài câu. Con lên đây. Lên đây đi con. Đứng đây với cô nha. Rồi, con thấy sao? Con thấy rất là vui khi có được một người mẹ hiền, mẹ mới. Giờ con nhìn thẳng đó, con nhìn thẳng vào đây nè, con kêu ba mẹ thử coi được không? Ba mẹ. Con, cảm ơn con nha. Em là Nguyễn Thị Thanh Thảo, đến từ Đắk Lắk ạ. Năm nay em 39 tuổi. Công việc hiện tại của em là đang buôn bán tại nhà. Bán gì vậy Thảo? Dạ bán trước cổng trường anh Linh. Bánh kẹo trái cây này kia ha. Dạ. Mời bên đàn trai. Em tên là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay 39 tuổi, quê ở Ninh Bình. Thì gia đình đang sống ở Thủ Đức và hiện tại là nhà đang ở Di An, Bình Dương. Em làm nghề công việc gì? Dạ, em làm bên kinh doanh bất động sản. Thảo ơi. Dạ. Em cho bên đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên của em sao Thảo? Dạ, đường tình duyên của em thì em cũng có một mối tình rồi. Là em quen anh đó được 3 năm thì em mới phát hiện anh đó đã có vợ rồi. Cho nên là hai đứa đồng ý chia tay trong vui vẻ để không bị ảnh hưởng tới hai bên. Coi như là không may mắn lắm trên đường đời đúng không? Rồi, xin mời Tuấn. Đường tình duyên thì cũng có được làm mai làm mối. Quen được 6 tháng thì cũng đã tới kết hôn. Cũng kết hôn được 6 năm, cũng có được một bé trai. Bé trai năm nay thì cháu được học lớp 2, thì cũng đang ở với bố. 6 năm? Dạ. Mà sao tới đi đến chia tay? Dạ, thì nói chung là trong cuộc sống thì mỗi một người một cái công việc khác nhau, cho nên là có những cái trở ngại về thời gian chăm sóc cho gia đình. Em thì nói chung là rất là chu đáo về vấn đề chăm sóc nhà cửa gia đình. Thì người bạn gái kia thì cũng hơi có một chút gọi là nghiêng về vấn đề đi làm ăn nhiều quá, dẫn tới là không lo toan chu đáo được trong gia đình thì dẫn đến xa nhau ra. Mình phải rút ra một cái kinh nghiệm nào đó để có thể mình sẽ làm
tốt cái nhiệm vụ của mình với cái mối tình kế tiếp ha. Dạ, dạ. À, Thảo ơi, em dạ. có ngại gì khi một người đàn ông đã có gia đình rồi, nhưng mà đã chia tay rồi không? Dạ không ạ, trong đăng ký của em có ghi là tìm một người đàn ông đã đổ vỡ trong hôn nhân. Tại vì họ như thế thì họ đã rất là hiểu trong cái chuyện cuộc sống hôn nhân, họ sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn ạ. Bây giờ sẵn có đàn gái đó, bắt coi như là gì đàn trai nói gì với đàn gái đi, nếu mà tụi nó đồng ý thì mình tiến tới gì đó. Đó, hay hai bà su gia, trời ơi. Dễ thương quá. Dạ chị. Dạ. Dạ. Thì các cháu bây giờ nó gặp hợp nhau. Dạ. Thì thôi bây giờ về sau này các cháu nó bấm nút này là chị em mình thì, gọi là gặp nhau. Dạ. Cố hội cho các cháu. Bây giờ thì còn đi lại nhau nhiều. Dạ. Bây giờ thì thôi chị em mình thì gọi là bắt tay để phấn khởi với chị ông. Dạ. Hai bà xui ôm nhau, ôm nhau đó. Dễ thương hết sức à. Đi rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn hai bà xui tương lai. Các cháu mà nó đi. Rồi hai bà xui tương lai đứng tám đó chị. Đến nhau nhậu. Dạ. Nhau dạ. Rồi. Bắt tay nhau. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị. Không biết hai đứa trên đây có hợp nhau không chứ hai bà xui hợp rồi đó. Rồi đó Tuấn. Bắt đầu đi. Chào em, anh đến đây thì cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là món bó bông đầu tiên người đàn ông đầu tiên tặng cho em. Anh tưởng tượng hình như họ gặp đâu hồi đó tới giờ rồi. Đúng rồi. Hình như trong giấc mơ họ đã gặp nhau và họ nắm tay nhau, họ hát cùng nhau rồi. Hai con tim họ đã cùng chung nhịp đập rồi. Dạ, em giống như là người thất lạc của em bao nhiêu năm nay giờ em mới tìm được ạ. Dạ, em tên là Văn Quốc Toản, sinh năm 1983, quê em ở Cà Mau, hiện tại em làm công việc ở quận 3. Công việc của Toản là gì? Dạ, em kinh doanh bên mà nhà hàng khách sạn, em là chủ, em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm. Rồi, bây giờ mời chị. Thì em tên là Võ Thị Lan Anh, hiện tại đang công tác tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình. Năm nay em 36 tuổi và nhà em cũng hiện tại em đang ở Tân Phú, giáp Tân Bình. À, em xin lỗi, em quên chào anh bên kia. Dạ dạ, em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. Em đã trải qua những cái mối tình thế nào rồi? Đi học xong thì em nghỉ học, em lên Sài Gòn em làm. Về thì có mấy tháng là em đi coi vợ, em cưới vợ em luôn. Nên em không có trải qua mối tình nào hết. Hai người chung sống 11 năm mà thấy không có tình cảm nên mới chia tay. Có mấy đứa con? Dạ, có một bé gái, hôm nay 10 tuổi anh. Lý do gì mà 11 năm mà cũng phải chia tay vậy? Tánh người thì gì, tánh người khác nên không có hợp nên chia tay. Rồi con gái 10 tuổi ở với ai? Dạ ở với em. Ở với quê, với học, với quê với bà nội thì mới nghỉ hè em bước lên đây được khoảng hơn tháng. Thôi chia sẻ với em điều đó ha. Chị chia sẻ về tình duyên của mình ha. Về đường tình duyên thì thật sự là em cũng đã lập gia đình rồi, cũng chưa có con gì hết. Thì em cũng chia tay với lại chồng em cách đây cũng 4 năm. Thì nói về lý do chia tay thì thật sự là hai người có thể là không tìm được tiếng nói chung. Trong 4 năm đó không có ai tiến tới hoặc là không có ai tán tỉnh mình hay sao chị? Nói chung là trong 4 năm đó thì cũng có. Giả sử như hai người người ta tìm hiểu mình đi, rồi mời đi uống cà phê. Cái bữa đầu đi thì cũng như thủ tục gì đó, cũng hỏi thăm làm quen rồi đó. Cái qua bữa thứ hai, cái ngồi cũng uống cà phê, cái tự nhiên người ta có thái độ mà vui lắm. Không biết là bây giờ còn không, nhưng mà cái thời của Lan Anh đó là uống xong nó em ơi anh mệt quá. Cái bài này quen quá. Anh muốn đi ngủ. Cái lúc đó là anh kêu, ờ vậy thôi anh về anh ngủ đi. Là coi như xong rồi đó. Dạ. Hoặc là người ta không hỏi anh đi ngủ nữa mà nói là ờ em ơi anh muốn có một cái không gian nào đó, chỉ có hai đứa mình thôi. Tự nhiên cái đang nói chuyện mới quen bữa đầu bữa sau, tự nhiên người ta đưa ra một cái hướng mà cảm thấy có thể là người ta nghĩ mình đã từng lập gia đình rồi, người ta nghĩ mình dễ dãi như thế nào đó. Cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị dị ứng. Dạ em đi với cháu em với con em. Con tên là gì? Con tên gì? Trúc. Con cảm nhận gì cô Lan Anh sao? Thấy cô Lan Anh thì có giờ bao giờ đánh con không? Dạ cũng có. Đánh mạnh không? Dạ. Chị có muốn nói vài câu gì với bé Trúc không? Nói chung là cô chào con, chào luôn cả cháu của anh Toản. Con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không? Dạ con đồng ý. Rồi con thấy cô sao? Dạ cô hiền. Cô hiền hả? Nếu cô nói với con là cô không có hiền, con tin không? Nói chung là nếu như cô và ba con
có đến được với nhau. Thì cô hy vọng rằng cô sẽ yêu thương con và con cũng sẽ yêu thương cô giống như là mẹ của con, được không? Yeah. Bắt đầu đi Toán. Anh chào em. Nay đến chương trình nên có làm hai món quà để tặng cho em. Rồi, em rất cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương và rất là đẹp. Trời ơi, anh khéo tay quá nè. Dạ, thì để đáp lại cái tình cảm anh dành cho em, đây là một cái cuốn sách với tựa đề là Hiểu về trái tim. Anh gặp em rất là vui. Chưa khi mở gào á, anh nghĩ em form nó đẹp, cái gì mà khi mở gào ra em rất là đẹp. Em cảm ơn lời khen của anh. Nên em thương anh á, thì em cũng thông cảm cho anh. Tại vì thương anh phải còn thương con anh nữa. Thì những điều anh chia sẻ và em cũng nói rồi, em và anh có một cái điểm chung, đó là phải biết quan tâm lẫn nhau. Nếu thật sự yêu thương nhau mà cảm giác rằng đây là một mảnh ghép của mình sẽ ghép lại với nhau thì chúng ta hẳn bấm nút. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng chị. Mình nắm tay nhau đi. Con có muốn lên sân khấu với ba với cô không? Năm người này chụp đám cưới luôn nè. Ba người mình sẽ là một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Sớm báo tin vui nha. Em tên là Trần Kim Thấm, năm nay em 33 tuổi ạ. Hiện tại sống ở thành phố, ở quê ở miền Tây là Bạc Liêu đó anh. Bạc Liêu? Dạ. Thấm ở thành phố, Thấm làm gì? Dạ hiện tại em là trưởng bộ phận kinh doanh của công ty Kềm Nghĩa. Còn bạn trai giới thiệu đi. Mình tên là Lương Văn Hợp, 37 tuổi, quê quán Bắc Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty về sản xuất bao bì giấy ở bên Bình Tân. Tình duyên của em thì nó không được đẹp lắm. Tức là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng. Sau đó là chia tay. Đăng ký kết hôn rồi có 2 tháng phải chia tay nhau vậy? Bạn gái lúc đó thì có mẹ với bà ngoại là bệnh nặng, là muốn an tâm về con, về cháu gái vậy đó. Thì bạn gái đề nghị với em là sẽ làm đám cưới xong thì hay lại trở về bình thường. Em thì em nghĩ là nếu mà có thể được thì cũng ổn định luôn, nhưng mà nó cảm giác là nó miễn cưỡng, nó không ổn. Ủa tụi em quen nhau lâu không mà đàn gái có thể đề nghị cái điều đó? Khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Quen có 2-3 tháng thôi. Dạ. Cũng chủ động, tức là hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi, là rõ ràng là như vậy rồi. Rồi, coi như mà lỡ một lần đò. Vậy còn Thắm, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có 4 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì em có đính hôn, nhưng 1 năm thì mình chia tay, mình cảm thấy không hợp. Sau đó thì mình cũng quen một vài bạn trai. Và mối tình gần đây nhất đó là mình mới chia tay được gần 1 năm. Và lý do mình chia tay là mình không cảm nhận được sự quan tâm từ người bạn trai. Người bạn trai không bao giờ hỏi mình đi đâu, làm gì, ăn cơm chưa, đi chơi với ai, đi mấy giờ về. Mình cảm thấy nó quá lạnh, cho nên là sau 3 năm mình quyết định chia tay. Vậy còn cái lần đính hôn đầu tiên, tại sao mình đính hôn rồi mà cuối cùng mình không tiến tới? Cái đó là khoảng cách. Tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách cho nên mình chia tay. Yêu xa. Dạ vâng, đúng rồi. Bắt đầu đi. Đó, không gian này là của hai bạn. Dạ. Xin tặng em một dạ, hoa. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hoa đẹp quá. Dạ. Anh xin tặng một món quà này nữa. À, đây là chiếc khăn quàng cổ. Anh rất trân trọng mối quan hệ ngày hôm nay. Dạ vâng. Đó, đó là ý nghĩa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Em bảo ra, đây là một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cái nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Anh cầm cho. Đây quà, đây là một chiếc khăn hả? Dạ. Anh có thể anh, okay. Cột à, đây em cầm luôn cho, em phụ cho. Ừ, nhiệm vụ của em là vậy mà. Đây đây. Trời ơi, chọn cái khăn màu cũng tinh tế nữa. Cái gu của thẩm mỹ ông này là tôi chịu rồi đó. Anh chưa có khăn cho ai và cũng chưa có khăn cho mình. Thế nên đúng rồi. Anh sẽ cột thế này thôi nhé. Đám cưới em làm dâu phụ được hả Thư? Sao vậy anh? Đám cưới em làm dâu phụ á. Dạ. Anh làm rể phụ cho. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, anh cảm ơn anh. Anh ngồi đi, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Ừ, tự nhiên như ở nhà. Anh thắt khăn đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn anh. Về vấn đề hôn nhân á, dự định đến khi nào anh có thể lập gia đình đám cưới? Theo anh nghĩ khoảng 3 tới 6 tháng. Thời gian có thể nhiều hơn, nhưng mà bằng cách không để thời gian kéo dài, anh sẽ
làm cho nó cấp tốc hơn. Dạ. À, còn một quan niệm nếu muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về sống thử trước hôn nhân? Nói thiệt tình là anh cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì anh cũng nghe xã hội người ta cũng bàn tán nhiều nhiều ý kiến, nhưng mà quan điểm của anh thì anh nghĩ là không nên. Về cơ bản trong một người con trai với một người con gái ấy, thì nói về trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội ấy, thì cái người đàn ông phải là nhiều hơn. Và trong việc sống thử khi mà nó không thành công á, cái người đàn ông lúc đó họ không còn trách nhiệm gì với cái phía bên kia. Mình cảm giác là nó không ổn lắm. Anh mà có con gái thì anh sẽ không thích chuyện đó. Vì em thì có quan điểm khác. Em nghĩ rằng khi mà hai người yêu nhau đủ chín mùi thì việc sống thử trước hôn nhân nó cũng là một cái lợi thế để hai người có thời gian hiểu rõ nhau về cuộc sống với nhau như thế nào. Thật ra em chứng kiến rất là nhiều bạn bè em quen nhau, cưới nhau rồi sau đó hôn nhân tan vỡ vì chưa hiểu nhau thật sự, chưa chấp nhận được những cái thói xấu hoặc là những cái điều không tốt của nhau. Anh thì anh nghĩ là cái việc mà tìm hiểu nhau nó thực tế hơn đó. Không nhất định cứ phải sống thử, tức là mình sẽ có nhiều cách để tìm hiểu nhau. Trước đây không cần sống thử, họ cũng tìm hiểu nhau, họ cũng hạnh phúc vậy. Tại sao cứ phải sống thử? Mà rất là nhiều nơi họ cũng văn hóa khác mình, họ cũng sống thử liên tục đó chứ. Nhưng mà họ cũng chắc gì đã hạnh phúc hơn mình đâu. Anh không có phủ nhận cái chuyện là cái tác dụng của nó, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có nhiều cách lựa chọn tốt hơn là cái việc đó. Em á, cá nhân em á, em tôn trọng cái điều đó. Và cái điều đó nó giúp em hiểu được sâu hơn cái người mình chọn làm chồng. Và quyết định của mình nó xứng đáng để mình chọn. Đúng là hồi trưa ông bà chúng ta nói là không có nên ăn cơm trước kẽn, nhưng mà với cái thời bây giờ và cái xã hội hiện tại, em nghĩ điều đó để giúp người ta hiểu sâu hơn, nhiều hơn với nhau, để tránh những cái sau này hối hận rồi. Vì ngày xưa tôi chưa hiểu anh, vì ngày xưa tôi chưa biết anh, vì ngày xưa tôi chưa biết tật này của anh nên tôi hối hận. Những cái câu đó nó rất đơn giản nhưng nó sẽ găm vào tim gan của người khác. Thực sự là anh không dám phủ nhận chuyện đó, nhưng mà chỉ có điều anh thấy nó sao sao á. Sao sao? Nếu mà chưa lập gia đình mà bây giờ chính thống mà tuyên bố là hai người sống thử với nhau thì anh nghĩ là anh sẽ không dám. Cái chuyện sống thử nó cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là mình có yêu thương nhau không. Dạ đúng rồi. Bây giờ cưới nhau giống như anh, cưới nhau mới có 2 tháng à. Chúng ta đã chia tay nhau rồi. Thật sự đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng xem lại. Một cuộc hôn nhân mà sống thử, người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ. Vẫn là phụ nữ. Ví dụ, người hiểu chuyện nói, cô đó yêu anh đó mấy năm trời rồi thôi chia tay. Người không hiểu chuyện người ta nói, trời ơi con nhỏ đó sống với thằng đó bao nhiêu năm, còn cái gì nữa. Người thiệt thòi vẫn là phụ nữ, con ông có thể sống thử cô này, sống thử em 6 tháng, rồi xong yêu cô khác sống thử 1 năm. Vẫn có thể lấy vợ hoài hoài. Cái thời gian mà tìm hiểu á, là giấu. Anh yêu giấu, em yêu giấu, giấu hết. Đó. Nhưng sống thử, thời gian lòi ra hết à. Bởi vì sao? Đàn ông sợ một cái điều duy nhất, 2 từ, trách nhiệm. Giống như em đã nói rồi á, yêu nhau là một chuyện, sống với nhau là một chuyện. Vì khi sống với nhau là phải dung hòa. Vì anh tốt cái này nhưng mà em không tốt thì anh phải thông cảm với điều đó. Tại vì con người không có ai hoàn hảo cả. Và em không hề muốn tìm một người đàn ông hoàn hảo. Em muốn tìm một người biết chăm sóc và chia sẻ. Người đàn ông biết chăm sóc, chia sẻ mới mang đến cái gia đình hạnh phúc. Chứ thật sự tiền không mang đến trong gia đình mình hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các quân nhân đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
giàu lắm đâu anh, chỉ bụng không bự nè, tóc không xăn, đầu không hói. Em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao, và chỉ cần là con gái là được. Tuổi đời 38-42, độc thân vô tính, thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút đó chị. Có kỹ tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.